chiều thuối lệ sơ. Tiếng đã lạc loài trong đêm nghẹn ngào, đưa em về chiều thu reo dưới hoan, âm thầm từng hồi xa buồn ngay tiếng đông xa. Nhớ những đường về sương rơi mịt mùng, mắt biết là màu riêng tôi lạnh lùng. Thương cho người về cô đơn với bóng, mây chiều lặng loài đã xuống với thu mênh mông. Ai lang du đêm dài cùng khói mây, hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay. Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay, khi về con sao xuyến xu hồn người đắm say. Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn tròn, tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng. Đêm mong người về cho vơi gió buốt, nghe hồn từng mùa đã khuất tiếc thu mênh mông. Em Thanh Hà xin được chào các bác đam mê và yêu nhạc ở trên khắp cả nước ạ. Và để tiếp tục phục vụ cho các bác nghe nhạc và trưng bày cũng như là ngồi nhà thư giãn trong những cái ngày Tết cũng như là những cái ngày dịch, thì hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác về một cái con âm ni tích hợp đến từ một cái thương hiệu rất là mạnh của nhà Acufei. Và em này thì có cái tên mã sản phẩm là Acufei E470.
E470 thì lần đầu tiên thì được chào bán vào những cái năm 2014 và với cái mức giá xuất xưởng là tầm 50 man cũng khá là cao. Và cũng trải qua được một cái quãng thời gian cũng khá là dài, cũng phải tầm 7 năm rồi. Hiện tại thì E470 thì vẫn rất là giữ giá, hầu như là không có tụt giá. Cũng trải qua một cái quãng thời gian đủ dài để cho các bác chơi audio đánh giá về chất âm cũng như là cái độ bền của sản phẩm, thì quả thật là E470 quả thật là một chip âm ni thuộc cái phân khúc high-end. Vì vậy mà nó, cái chất âm của nó thì quá là tuyệt vời và quá là bền. Các cái sản phẩm của Acouphase, không riêng thì của Acouphase, và những cái sản phẩm của bên Nhật thì rất là bền. Các bác chơi các cái dòng âm ni khác thì sẽ lỗ rất là nhanh, nhưng mà các cái sản phẩm của nhà Acouphase thì rất là giữ giá. Thứ nhất là họ sử dụng các cái linh kiện tốt, và thứ hai là cái chất âm rất là hay. Acouphase thì sản xuất ra trước khi mà máy được đến tay nhiều cái người tiêu dùng, thì nó đã trải qua rất là nhiều trong các cái quá trình cũng như là các cái tiêu chuẩn khắt khe của hãng. Vì vậy mà về giá thành cũng như là cái tình trạng gọi là khan hiếm hàng hóa đấy thì luôn luôn diễn ra. Vì vậy mà cái Acouphase thì nó luôn luôn bình ổn giá đối với các bác sưu tầm về cái đồ cũ. Và đây thì nằm trong cái phân khúc E470 thì nằm trong cái phân khúc high-end và cái phân khúc kỷ niệm của hãng. Vì vậy mà sẽ được hãng trang bị những cái công nghệ cũng như là các cái linh kiện tốt nhất vào đây. Sử dụng cái công nghệ mới hiện nay như là AAVA điều khiển âm lượng độc quyền của hãng, và sử dụng cái mạch trên E470 là mạch MCS+. Và vẫn sử dụng cái sò, loại sò MOSFET quen thuộc của hãng. Và cái con âm ly này thì có cái công suất cực kỳ là lớn, tận 260W với trở kháng là 4 ohm, và 180W là với trở kháng là 8 ohm. Và máy thì có cái chiều cao là 18,2 và chiều ngang thì là 46,5 và chiều sâu thì là 42,8, trọng lượng là 24,5 cân. Như các bác đã biết thì Acouphase thì luôn luôn lấy cái tông màu cái tông màu vàng chanh làm cái tông màu chủ đạo. Các cái sản phẩm của Acouphase design thì luôn luôn trường tồn theo thời gian ạ. Đấy, tất cả các nút tinh chỉnh thì đều được hãng sẽ được giấu hết từ trong này, tạo nên một cái sự tối giản nhất có thể về phía mặt trước. Vì vậy mà các bác càng chơi thì nó như kiểu là con 305 hay là 305V hay là 405 ấy, tận 20-30 năm rồi, nhưng mà hiện tại đến tận thời điểm ngày nay thì nhìn vẫn rất là đẹp. Vì vậy mà nó vẫn rất là giữ giá. Các cái dòng phân khúc cao cấp của hãng thuộc cái phân khúc high-end này thì chất âm nó quá hay rồi. Vì vậy mà em sẽ không có nói về quá nhiều về cái phần chất âm cũng như là cái này thì tùy thuộc vào mỗi người nghe nữa. Hình thức thì máy bên em về trực tiếp từ thị trường Nhật nha các bác nhá. Hình thức thì còn đẹp, long lanh, không có cấn cạnh hay là tì vết gì ạ. Còn đầy đủ các cái phụ kiện như là khiển zin và dây nguồn các bác nhé. Ngoài ra thì cũng có catalog này. Mặc dù là E470 về hàng ở bên shop em thì không còn có cái thùng zin đi kèm, nhưng mà bên shop bên Nhật đấy thì có cho, trước khi là đóng gói về Việt Nam thì có gửi cho em một cái thùng của con Acouphase E5000. Vì vậy mà con này sẽ đi kèm với cái thùng của E5000 nha các bác nhé. Các khiển zin dây nguồn thì còn nguyên ạ. Và với cái mức giá là 104 triệu, các bác sẽ có một cái con âm ly tích hợp của nhà Acouphase thuộc cái phân khúc high-end. Và các bác quan tâm về sản phẩm cũng như là có nhu cầu order hàng Nhật thì hãy liên hệ sớm với em qua số điện thoại cũng như là fanpage em có để phần mô tả. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. Trong cuộc đời
mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời. Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu cũng đã say nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần. Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bỗng đã chia ly. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly em ơi, để lâu không nói đêm nay. Rồi ngày mai ngăn cách, hết rồi là khi đưa đón. Lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình.